thể cùng chào đón lên bục dũng khí bạn Thiện Nhân. Xin mời. Xin chào Thiện Nhân. Hôm nay thì mình đến đây để mình chia sẻ câu chuyện của mình với ba mình. Thật ra ba mình với mình rất là thân thiết. Ba là người quan tâm, chia sẻ với mình cũng rất là nhiều. Nhưng ba mình cũng luôn là người cãi nhau nhiều nhất. Cái lần cãi nhau gần nhất là vào dịp đêm giao thừa. Để đó thì cửa sổ phòng khách mở toang ra, thì ba mới hỏi là hai anh em là có ai mở cửa sổ ra không. Thì cả hai đứa không nói gì, nó cũng im lặng vậy. Thì ba cũng tức lắm. Ba mới nói là ở nhà có hai anh em mà không ai trông thử hết trơn. Lúc đó cái tôi của mình cũng nổi dậy mà mình vất lắc lắc tét đang vợ xuống. Mà mình nói là ăn có miếng cũng không yên. Lúc đó mẹ mới vào, mẹ nói, mẹ ngăn. Con nói vậy là không được. Có chuyện gì thì cũng phải nói từ từ ba, giải thích cho ba hiểu. Nhưng lúc đó cái tôi của mình thì cũng quá lớn. Thì mình cũng không nghe lời mẹ. Cãi nhau với ba khá là to tiếng. Mà người to tiếng nhất vẫn là mình. Mẹ cũng là người can ngăn trong nhà, là về việc mà hai cha con cãi nhau. Cũng là người khóc nhiều nhất trong nhà. Có nhiều lúc mẹ khóc mà mình ngồi một góc thì mình cũng xót lắm, mà cũng không làm gì được hết. Mình chỉ biết ngậm ngùi rồi đi, rồi bỏ qua mà đi chỗ khác mình ngồi. Để cho mẹ ngồi đó, mẹ khóc mẹ giải tỏa nỗi buồn ra hết. Còn cái động lực lớn mà giúp mình hôm nay mình đứng trước cái bụng này để nói ra, để kể ra câu chuyện này hết là nhờ cô Thúy, cô chủ nhiệm. Từ những câu chuyện cô kể ra và cô nói chuyện với mình thì mình cũng suy nghĩ lại và mình cũng sẽ trưởng thành hơn và đứng ở đây để nói lời xin lỗi đến ba, đến mẹ vì cái tôi quá cao hay cãi lại. Và cũng cảm ơn cô Thúy đã giúp mình nhận ra được cái sai và trưởng thành hơn. Cảm ơn Thiện Nhân đã chia sẻ câu chuyện của em. Hồi nãy lúc mà Thiện Nhân có bước ra đây thì bạn ấy có một cái biểu cảm là bất ngờ chứ. Ngờ bởi vì là bạn ấy thấy có sự xuất hiện của mẹ bạn ấy ở đây. Lúc đầu là không nghĩ là có mẹ đúng không? Sau này thì mẹ là điện, mẹ nói là ở ngoài trường có việc nên mẹ không vô được. Mẹ Thiện Nhân ở rất là xa, ở tận Huế, đã cố gắng sắp xếp mọi việc để bay vào đây với em. Thì em nghĩ là lời xin lỗi ngày hôm nay của em đã rất xứng đáng rồi. Muốn gửi lời cho bố, nhưng mà bố cũng ở xa không đến được. Thì em có thể nhìn thẳng vào ống kính kia, như nói chuyện với bố của mình. Thì hôm nay con đứng đây một ngày mà nói lời xin lỗi đến ba vì những lần mà con sai mà con không chịu nhận lỗi. Giờ mong ba sẽ xem được đoạn xin lỗi này vào một ngày gần nhất. Rồi gửi lời xin lỗi đến ba rồi. Và mẹ đang có trực tiếp ở đây ngày hôm nay. Thì em có gửi lời gì đến mẹ không? Hôm nay có mẹ ở đây thì con hứa là sẽ ngoan hơn, sẽ chăm học hơn và sẽ nói chuyện và quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Con yêu mẹ lắm. Nói thiệt tình là mẹ rất là vui, hạnh phúc và rất là tự hào về con. Con đã tự tin và biết suy nghĩ cho những việc làm cũng như lời nói của mình ạ. Những cái hành động và lời nói của em ngày hôm nay, em đã trưởng thành hơn và mẹ rất là vui về chuyện đấy. Cũng là nhờ cô Thúy, cô đã lắng nghe và chia sẻ. Và cô Thúy ạ, một lần nữa chào cô. Chào Gil, chào Thiện Nhân. Ngày hôm nay á, cô nhìn thấy con rất là trưởng thành khi mà con đã mạnh mẽ vượt qua được cái bản thân mình. Thật ra cái lời xin lỗi á,
nó rất là khó nói. Vấn đề của mình là biết mình có lỗi hay không và mình sẽ sửa sai như thế nào. Thì con đã hiểu được là những cái lời nói cũng như là hành động của con dành cho ba, cho mẹ đó là hành động bộc phát. Và con cũng đã rất là mạnh mẽ khi mà con thừa nhận cái lỗi sai của mình. Mong là con sẽ càng ngày càng trưởng thành hơn, để con luôn là niềm tự hào của ba mẹ, của nhà trường và đặc biệt là của cô. Cảm ơn chia sẻ của cô ạ. Em phải cảm nhận một điều rằng những lần mình ngổ ngáo, những lần mình làm sai, những lần mình làm cho ba mẹ buồn là những lần ba mẹ lại già đi thêm một chút. Ba mẹ thì chỉ có chúng ta thôi, chứ hy vọng là con cái sẽ là nơi để chia sẻ với ba mẹ của mình, sẽ là một cái nguồn vui trong gia đình của mình chứ không phải là một cái áp lực nữa. Đôi lúc mình có nóng tính nhưng mà mình kềm xuống một tí, mình phải yêu thương gia đình mình nhiều hơn. Mình ra ngoài mình vui vẻ được với mọi người thì mình về nhà mình cũng hãy giữ cái năng lượng vui vẻ đó với ba mẹ của mình. Tất cả chúng ta đều sẽ có những lúc mắc sai lầm, nhưng sau vấp ngã, chúng ta sẽ làm gì để thay đổi nó? Hôm nay thì Nhân đã dũng cảm nói lên lời xin lỗi đến ba mẹ của mình. Bột Dũng Khí sẽ là nhân chứng cho sự thay đổi này của các em. Chúc cho các em trở thành một người công ngoan trò giỏi và niềm tự hào của gia đình, nhà trường và xã hội. Hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển, kéo theo những áp lực từ gia đình, nhà trường, xã hội lên các em ngày một gia tăng. Ở giai đoạn này, đại đa số các em học sinh có những dòng trạng thái và suy nghĩ khác biệt người lớn, nhưng chưa có cơ hội được nói ra. Từ đó có rất nhiều học sinh gặp phải các tình trạng như căng thẳng, lo âu. Đó là hệ quả của những vấn đề trong xã hội. Hiểu được những tâm tư nguyện vọng của học sinh, chương trình Thiếu niên tỏa sáng đã ra đời. Một chương trình hấp dẫn và đặc biệt dành cho thanh thiếu niên. Qua đó, đáp ứng mong muốn và khát khao của các em là được lắng nghe, được tôn trọng, hướng đến một cuộc sống tự tin và tích cực hơn. Con gái lớn sau này sẽ rời xa gia đình và có hạnh phúc riêng của mình. Con sẽ khác. Con hứa với bà, con sẽ luôn ở bên cạnh bà, mãi mãi là đứa con gái bé bỏng của bà. Có bao nhiêu lần yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cách nên đành giấu trong tim thôi.